Nga kêu gọi Nam Phi không mời nước thù địch dự BRICS. Nga cho rằng 11 quốc gia có quan điểm thù địch với Moscow. Dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi là động thái không phù hợp. Quyền quyết định mời ai thuộc về bên tổ chức như thông lệ vốn có, nhưng quan trọng là quá trình này nên được tham vấn với tất cả các nước BRICS. Rõ ràng lãnh đạo những quốc gia đang theo đuổi chính sách thù địch với chúng tôi không phù hợp để làm khách mời BRICS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vyakov nói hôm nay. Theo ông Vyakov, Nga đã trao đổi lập trường của mình với lãnh đạo Nam Phi và kỳ vọng Pretoria sẽ xem xét vấn đề này. Ông Rea có bình luận sau khi ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna ngày 20 tháng 6 cho biết tổng thống Macron muốn sự hội nghị thượng đỉnh của BRICS dự kiến diễn ra tại Nam Phi với tư cách quan sát viên. Bà Colonna đã thông báo cho người đồng cấp Nam Phi Naledi Pandor. Bà Pandor trước đó cho biết quyết định về khách mời do tổng thống Nam Phi Ramaphosa đưa ra. BRICS là khối các nền kinh tế mới nổi gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi Nam Phi đang là quốc gia chủ tịch dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh của khối vào tháng 8 tại Johannesburg. BRICS thường không mời lãnh đạo bên ngoài tham dự các cuộc họp. Nam Phi đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan từ khi tòa hình sự quốc tế ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga Putin hồi tháng 3. ICC yêu cầu 123 nước thành viên, trong đó có Nam Phi bắt tổng thống Putin và chuyển tới Hà Lan để xét xử nếu ông đặt chân tới lãnh thổ của họ. Nam Phi tháng 1 đã gửi lời mời tổng thống Putin tới sự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg vào ngày 22 tới 24 tháng 8 với tư cách là nguyên thủ quốc gia thành viên trong khối. Khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có dự thượng đỉnh BRICS hay không, Điện Kremlin ngày 30 tháng 5 nói Nga sẽ tham gia ở cấp độ phù hợp.